thực hiện chương trình thi đấu các môn thể thao năm 2010, kế hoạch tổ chức giải vô địch cầu vua miền Bắc mở rộng lần thứ hai năm 2010. Đồng thời, đây là hoạt động tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể thân đôi Bắc Hồ vĩ đại. Hôm nay tại nhà thi đấu Học viện Thể thao tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa